Hello, welcome back to the show, Bow Matter. Okay. Player one, choose. Vip này, vip. Bạch tuộc này, bạch tuộc này, bạch tuộc thần luôn này. Hại lắm. Tung chiêu ra rất là kinh. Ôi, hút máu quá không? Trúng đạn rồi. Bạch tuộc có máu màu tím. Hiệu ứng của mày ghê quá nhỉ. Làm sao tắt bỏ cái hiệu ứng đi. Phát cuối này. Thốn không? Finish him. À, vẫn còn pha cuối của chúng ta đây. Máu mi mi mét luôn. Đấy. Epic win. Nhà phát hành game nên đổi cái màu máu này thành cái màu tím hay màu gì nhá. Không, chưa chơi phân nữa đi. Player one, choose. Rất nhiều nhân vật nha. Ông này nâng cấp lên rồi. Úi dồi. Mèo nó rất bullseye. Trời ơi, không tung được vũ khí bắn nào kìa. Cái ông này phải ném cái thùng rác nó bắn ra thì mới lợi hại. Đây, 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 lợi hại không? Finish him. Quả là lợi hại chứ. Rồi chúng ta chơi Dolichtig Man. Skin mới này. Quay mất tiền để mua luôn này. Ồ, mình có súng. Thanh niên này. Thua mà thôi. Cái gì ném. Ném gậy à. Ui. Chúng ta có gậy điện. Ui thầy nhìn có khiên không ạ. Đấy. Rồi. Quá tuyệt vời phải. Toi này. Ui, không, không chết. Mình mới chết. Game này liên tục là đổi map à. Không thì chúng ta cố định một map nào kìa. Rồng, rồng bay. Ừ,
À, thôi bác ơi. Chết này. Ui, 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 bay, 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 bay. Đấm gì đấm nhiều thế. Ôi, đùa mất rồi, đùa mất rồi, đùa mất rồi. Quá đáng tiếc. Rồi chúng ta sang Baby. Ok. Ui, em bé này. Lấy đùi gà. Ui. Chúng ta sẽ trang trí này, trang trí cây thông này. Trang trí lên. Ồ, chưa được. Cần rất là nhiều bóng đèn. Nhặt ngôi sao trên gác nha. Đây, chỗ này sẽ rất là tối này. Ui, tối ui. Có ngôi sao đấy. Dập lửa nào. Phải. What? Rồi em bị đâu. Vãi thật ăn hết rồi. Để bên em bàn nè. Rồi. Trên bước chân của hơi bé bé đâu. Ô, dưới mất rồi. Sáng đi. Ui. Cầu tuyết. Một trận cầu tuyết sẽ xảy ra. Gà Tây này trông bóng mưa đâu. Cho vào bếp nhé.
Rồi, ta sẽ sang Scary Teacher. Oh, what a pleasant day it is. À, mình mới tải về đây. Chê này đi. Ui, chuồn thôi. Today is the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be? Ah, my hand! My hand! Sao đã thành công này? Oh, it hurts so bad! Nách nè. Definitely the best chef in the world! Màn này mới dễ đấy. Rắc gia vị này. Ui ui, chuồn 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 chuồn. Ok chưa? Ok vào kia rồi. À, chúng ta sẽ đợi anh em đống đủ chơi thôi. Wow. Importer. À, vào. Ui. Rồi, có cơ hội ra tay luôn nha. Chưa có gì. Ui, đấy, 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 đấy. Ra rồi, ra rồi. What? Kiểm tra rồi nhé. Ai là kẻ giả mạo đây? Tất cả đều đặt câu hỏi. Không bị lộ. Xong rồi. Cái game này sao nó cho 40 giây thì mình hồi lâu quá.
2 giây nữa. Ui, 43 giây nữa cơ. Quá lâu bạn ạ. Chúng ta chơi Spider-Man online. Chiến online cho nó vui. Đồ quý hút này. Spider hút. Chịu. Này kem. Cơ sở điện. Ok. Tiếp tục đó là Submissionary. Trời ơi. Thua luôn. Chúng ta chơi Black Nikki. Sự xuất sắc của chúng ta. Ây da. Thôi chết hết. Màn này lại đâu.
May quá. Rồi rồi chơi alphabet up. No, my game. Con blue này. Cái gì đây? Tắm bùn. Tiếng lên dâu nữa. Ta chơi game Happy Clock. Không thành công cái màn này. Ủa? Tiếp này. Ok vào game. Alphabet chập phập. Chúng ta sẽ giải cứu những cái chiếc cái nha. À, chào su, viết mấy cái nền xấu, cái nền này. Cho cái màu gì, cho cái màu xám xám này, em quay được. Tiếp tục đi. Chúng ta sẽ vạch theo những ký tự trên đầu chúng nó ấy. Chết một nút này. Cho chơi Rainbow Friend. Còn một game nữa quên không chơi. Đấy. Sẽ đi tìm nhé. Ui, nhìn trông blue chúng ta trông to. Đây nha nè. Oh.
Cái nền này nhìn này đẹp vậy. Let's go bơi. Ui. Lù trông béo quá. Quá tìm được hết rồi nè. Xong rồi.